Hai mọi người, hôm nay em chào mọi người nhé. Thì may của tôi em lên cho mọi người xem số dòng máy của DeWatt chính hãng, phân phối tại thị trường Việt Nam và được bảo hành 3 năm. Thì hôm nay có những cái model mới em mới vừa về, thì em cũng review cho mọi người xem. Và sẵn tiện em cũng có mới nhập một lô máy khá là nhiều đấy, cho anh em nào có nhu cầu. Đợt này em về 796, khá là nhiều nha mọi người. 796 thang máy là thang máy hàng chính hãng phân phối tại Việt Nam mình nha. Đây 796, rồi mình sẽ lấy một viên pin test thử cho mọi người xem. Con này thì nếu anh em nào sử dụng gia đình hoặc là đi công trình thì con này thì quá là ngon luôn. Thì máy cũng có ba cái chức năng, máy ba chức năng nha mọi người. Chức năng bắt vít nè, khoan tường, khoan nè, khoan tường nè, khoan búa nè. Đó. Đầu là đầu kẹp 13 ly auto lock. Thì đợt này về cũng vài chục bộ ấy. Nếu mà anh em nào có nhu cầu lấy thì có thể báo mình, giá cực kỳ tốt luôn. Rồi đây là những cái body lẻ nha, anh em nào muốn body lẻ, pin lẻ hay là sạc gì mình bán hết. Còn nếu anh em nào muốn cả vali, có vali, mình có vali luôn nhé. Đây đây mọi người, đây là một cái bộ vali có cả vali luôn. Đây, cho mình xem. Thì trong vali này thì nó là một combo. Đấy, combo giá hiện tại đó là 4,8 triệu nha mọi người, 4,8 triệu. Một máy hai pin và một cái túi sách, một cái vali, một sạc DCB 115-220. Đó mọi người. Thì đầy đủ. Hàng để được bảo hành 3 năm. Có móc đeo 500. Đó. Đây là đầy đủ của combo. Còn nếu mà anh em nào mua lẻ thì mình vẫn sẽ lẻ ra mình bán luôn. Tùy nhu cầu của mỗi người. Nếu mà anh em nào đã có pin, có sạc, muốn mua thêm thang máy thì mình bán luôn. Còn anh em nào đã có máy, có sạc và muốn mua thêm pin báo luôn. Rồi pin pin 5A hiện tại là mình đang bán 1,2 triệu một pin nha mọi người, báo giá mọi người luôn. Pin pin 5A là 1,2 triệu nhé. 796, 796 này là 1,850 triệu. Sạc là 600, đây sạc là 600 nhé, nếu mà anh em nào mua lẻ. Rồi tiếp theo đây, DCD 999. DCD 999 này hiện tại còn có mấy cây à? Nếu mà anh em nào mua thì có thể báo sớm nha, giá hiện tại đang lên đi. Giá hiện tại hàng Việt Nam chính hãng đang lên nha mọi người. Mọi người nào mua thì có thể là tranh thủ chúng ta mua. Em bị lô đầu thì em về thì giá nó cực kỳ tốt, nhưng mà lô sau này thì hàng bắt đầu lên rồi. Lên thì bắt buộc phải bán lên thôi. Đấy. Mua rẻ bán rẻ, mua cao bán cao nha mọi người. Khá là lực đúng không? Rồi, model DCD99 sử dụng động cơ 18-20V, mát nè, đầu kẹp 13 ly, full LED. Đó, và đây nhìn là cái tốc độ vòng tua của nó. Thì nó gồm có 3 cấp: 450, 1300, 2000 vòng. Đây là lực búa. Đó. Và tốc độ của vòng búa. Rồi dưới này là cái lực đập của búa. Đấy. Thì lực đập cao nhất đó là 38.250 vòng. 38.250 nhịp. Rồi, sử dụng động cơ bullet, motor bullet, và nó có thể hỗ trợ pin led volt.
khi mọi người sử dụng pin led vol 6 ampe led vol thì công suất sẽ đạt được 42%, công suất sẽ đạt được 42%. Thì lần DCD 999 thì bắt đầu là thay thế và bỏ mẫu DCD 96 nha mọi người. Đấy, nếu mà anh em nào lên thì chúng ta có thể lên luôn DCD 99. Giá thì chênh nhau cũng chả bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà khi anh em sử dụng pin level nó thì công suất nó sẽ cực đại, khá là mạnh luôn. Vòng tua nó vẫn vậy, nhưng mà khi một người vào tải thì nó sẽ lướt hơn nha, nó sẽ lướt, tốc độ nó mạnh hơn so với DCD 996 đó. Rồi, đây là DCD 99. Rồi tiếp tục. Đây mọi người, đây là cây máy mài DCG 406 nha. Model này là model mới, hàng chính hãng ở Việt Nam mới về. Và cái model này hiện tại em đang bán đó là 2 triệu 2 nha mọi người. Model này 2 triệu 2 một cây đi. Và cái cây DCD 99 này là 2 triệu 9 nha. Quên báo giá. Đây, mình sẽ áo ra review cho mọi người xem luôn. Nó có cái gì mới? Có gì mới thì trong vẫn có phiếu bảo hành này chỉ đều. Đây mọi người thấy không? Đầu này á là đầu giống DCG 405. Dưới này á thì giống DCG 413. Giống DCG 413. Rồi, mình sẽ test thử cho mọi người xem. Tại sao giống DCG 413? Nó, mọi người thấy cò của nó là cò bóp. Cò bóp sử dụng động cơ putlet 20V. Đó, 20V. Thì bây giờ những anh em nào muốn thích 20V thì đều có 20V hết. Đây, 18 20V max. Và cái tốc độ vòng tua của nó đó là 9000 vòng. Đầu kẹp đó là đầu kẹp 100. Đầu kẹp 100 thì đầu kẹp này cực kỳ thông dụng ở Việt Nam mình rồi. Đó, tay cầm khá là xịn luôn. Logo vàng đen. Đó, nó khác với cái tay cầm của 413 và 405 ghi nhau rồi. Rồi những anh em nào thích cò bóp cố 100 thông dụng thì mình nên mua một cái cây DCG 406 này nha. Rồi, mình test thử. Đó. Đấy, anh em nào thích cò bóp thì cứ ra tay sử dụng cái này. Tiện tiện, an toàn. Thì ưu điểm của cái con cò bóp này nó là an toàn. Nếu mọi người cắt thì chúng ta mài, chúng ta thả ra là nó đã ngắt rồi. Còn lại hoàn toàn thì thang máy tất cả nó đều giống DCG 405 hoặc là 403 nha, không có khác gì. Đó, về cái tốc độ vòng tua cũng vậy, không có nâng cấp về cái cấp về cái sức mạnh, nhưng mà nó chỉ khác biệt đó là có 100 và cái cò bóp này. Đó. Hiện tại giá thang máy của DCG 406 này là 2 triệu 2 nha mọi người. Cái này là giá là chưa bao gồm phí ship. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì có thể lên đặt đúng qua số điện thoại 0703 249 910. Tiếp theo. Tiếp theo đây là DCS 887. Đợt này hàng lên nhiều nha mọi người. Giá thang máy DCS 887 hiện tại là 1 triệu 8, hàng chính hãng, bảo hành 3 năm. Đấy, gồm có 2-3 cấp số, 1-2-3. DCS 887 này thì không phải nói, chắc mọi người đã biết nhiều rồi. Nó giống như là một cây vít quốc dân vậy. Bán chạy nhất trên thị trường cả cả thế giới luôn nha mọi người. Đó, so với hiện tại, về cái đồ rẻ của nó, bền và khá là trâu mạnh nữa. Với cái lực của nó đó là 205 newton thì
đáp ứng đủ cho mọi người anh em sử dụng công việc, công trình, gia đình hoặc là nhu cầu gì đấy. Rồi tiếp theo sẽ lên cho mọi người một máy, đây là máy xếp vô lông DCS 894, hàng vẫn là hàng chính hãng phân phối tại thị trường Việt Nam và bảo hành được 3 năm. DCS 894 giá hiện tại là 2.850.000 một body DCS 894N. Rồi mẫu này thì dành cho anh em nào sửa xe đó, mẫu này dành cho anh em nào sửa xe thì anh em sử dụng cái đây này. DCS 894 về cái tốc độ của nó gồm có 3 cấp 900, 2000 và 2000. Ở đây thì nó sẽ tương đương với ở dưới này, ngay cái đèn này mọi người sẽ thấy đúng không? 2 và low và ở mức ở giữa nữa nè. Đây. Đèn nó hơi chói nha mọi người. Rồi, đầu này là đầu 1/2 bi gài. 1/2 bi gài nha mọi người. Thì bi gài thì cái ưu điểm của nó đó là dễ dàng lấy ra. Dễ dàng lấy ra. Khi mọi người gắn cái đầu tiếp vào thì chúng ta có thể kéo ra kéo vào nó cực kỳ dễ so với đầu bi. Con này lực của nó là 447 N, thì lực mở của nó là trên 600, thì đủ cái nhu cầu cho anh em nào sử dụng xe máy, xe mở được, xe bán tải, xe ô tô 7 chỗ nhá. Nếu anh em sử dụng mà gia đình chúng ta có thể là kẹp nách một con này đó và về bỏ trên xe đó. Đi trường hợp nếu mà xe hỏng, xe hư dọc đường thì chúng ta có thể thay thế, mở thay thế lốp xe khá là ok. Rồi, giá hiện tại này là 2.650.000, mình cũng sẽ báo giá đầy đủ cho anh em luôn. Nếu mà anh em nào lấy cả combo máy pin sạc thì mình vẫn có đầy đủ nhau rồi đó, mình sẽ xích up cho mọi người một bộ cực kỳ tốt luôn, giá cực kỳ tốt. Thì hiện tại mình sẽ ship toàn quốc cho mọi người, từ Bắc vào Nam mình ship đầy đủ hết. Nếu mà anh em nào ở gần có chành xe, mình sẽ hỗ trợ gửi chành xe cho anh em nhanh nhất có thể và anh em có thể nhận hàng sớm nhất. Còn nếu mà khó khăn quá ở xa thì chúng ta có thể gửi bưu điện qua các đơn vị vận chuyển, rồi như là giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm đó. Thì tùy theo cái khu vực của anh em, thì hiện tại cũng có nhiều khu vực của anh em đang bị dịch không có gửi hàng được, thì mình sẽ cố gắng tìm những cái đơn vị khác để có thể nào thay đổi đơn vị vận chuyển để gửi hàng về cho mọi người sớm nhất. Rồi, để kết thúc video này thì em Tuấn cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy video cảm hay thì có thể nhấn cho một like, subscribe và chia sẻ video giúp mình nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình ở phía dưới góc tay phải đó, để có những cái video mới thì mọi người có thể xem và ủng hộ mình nhé. Rồi, em Tuấn xin chào tất cả mọi người.